Dạ em xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối hôm nay là em có gia đình chị Thúy với anh Bảnh. Nay anh chị qua mua bên Kim Anh Thảo em ủng hộ một cái lắc nha, cái nhẫn với đôi bông. Thầy lựa cho bé nhỏ một đôi bông, mẫu này em mới về luôn á. Mẫu kim cương viền một đường tắm nè. Đó, thấy cân chưa? Cái đôi bông này là 5 phân hơn nha. Bé đeo luôn ha. Đây là bông bập nha, mình đeo nó êm tay nữa. Rồi, dễ thương chưa nè. Rồi. Anh còn lựa thêm cho anh một cái lắc nha. Đây, lắc Hồng Kông ống kim tiền. Vàng này là vàng công ty 980 nha quý khách. Cực kỳ đẹp luôn. Cái lắc này của anh là gần 3 lượng 7. Anh còn lựa thêm một cái nhẫn vàng 18 nè. Nhẫn con rồng đá phong thủy màu xanh nha. Đó, đồng quấn quanh luôn. Vàng này vàng công ty 610, vàng bản mo nè, đeo ôm tay cực kỳ xuất sắc luôn á, những đường vân đầu rồng nè thì nổi lên. Em đeo cho anh nha, em mượn tay đi. Đó, kim tiền đây rồi, nhẫn cực kỳ sang luôn quý khách nè. Rồi, đó. Tổng nguyên một bộ nữ trang của gia đình anh là 216 triệu. Em ra hóa đơn từng món một á, em gửi. Cảm ơn gia đình mình ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối hôm nay là em có chị Quỳnh đâu ạ? Em ở quận 12. Ở quận 12, chị ở quận 12 qua, chị ủng hộ Kim Anh Thảo em một cái vòng với một sợi dây nha. Đây chị lựa một dây bi. Dây này là muôn thuở đeo là không có bị qua thời luôn á. Chị lựa dàn bi nhỏ đều nè. Trọng lượng của nó là gần 4 chỉ nha. Dây bi này em có đủ trọng lượng từ một chỉ mấy tới một lượng mấy, hai lượng luôn. Đó, cực kỳ sang luôn. Đặc biệt là chị Quỳnh lựa thêm một cái dòng. Đây, cực kỳ xuất sắc luôn quý khách ơi. Dòng kim tiền 4.000, 4.000 kim tiền 3 đường gọn nha. Mẫu này là mới về bên em luôn á. Em có đủ ni luôn. Từ ni 46 đến ni 64. Bản này là bản 7 phân nha. Đó. Em đeo cho chị Quỳnh ha. Em bận tay. Các bạn ơi, tài là các chị tham gia của khách hàng ơi. Đó, tay chị đeo nhìn nó tròn tay đẹp, đẹp lung linh luôn á. Đeo dây luôn anh. Con nghe chưa? À, chị giá nguyên bộ này của chị là gần 40 triệu nha. Em gửi chị Quỳnh. Cảm ơn chị. Xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Sáng hôm nay là em có chị Điệp, chị qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một sợi dây nè. Đây, dây này là dây cánh bướm nha. Dây đúc cánh bướm, dây này là hai chỉ hơn. Chị lựa thêm một cái mặt mẫu giả xoàng nữa nè. Mặt vuông tầng, một đường tắm với một đường móc máy đang xen nè. Hộp chủ này là hộp xoàng nhân tạo nha quý khách, đeo cực kỳ sáng luôn. Đó. Đó, đúc đeo nhìn sắc sảo, khoen này khoen dạng dọc mà chị đang đúc luôn. Cái này em để hộp cho chị Điệp ha. Chị giá sợi dây này của chị là gần 10 triệu nha. Thật đó nè. Em gửi chị Điệp rồi. Hóa đơn luôn nè chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách ạ. Tối hôm nay là em có chị Sách qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một cặp vòng nè. Chị ở quận mấy? Dạ quận 6. Quận 6 chị qua đây. Rồi thấy thương không quý khách nè. Chị lựa một cặp vòng kim tiền nha. Kim tiền này là 3 len. Dạng vòng tròn đều luôn. Đó, móc máy sáng cực kỳ luôn. Trọng lượng của mỗi vòng này là gần 3 chỉ một chiếc nha quý khách. Mẫu này em mới về luôn á, em có từ một len, hai len, ba len. Đó, ba hàng kim tiền nè. Em đeo cho chị luôn ha. Đeo mấy dạng vòng này nhìn tay mình tròn. Đeo mà lâu lâu cũ ra đem vệ sinh làm mới lại cho chị. Bên tiệm em là bảo hành luôn. Đây là vàng công ty 610 nha quý khách. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Em quá chừng. Rồi cảm ơn chị. Chị giá cái này của chị là 20.700. Rồi cảm ơn chị nhiều ạ. Xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Thảo ạ. Tối hôm nay là em có chị Sương. Chị ở Bình Tân, chị qua ủng hộ bên em là ba bộ xi men nè. Đây, chị lựa mẫu này là mẫu Chanel nha. Chanel với logo LV đeo đan xen. Bản này là bản 3 ly nha. Đây mới ra lại cái bản dạng này là móc máy, mẫu này mẫu mới luôn á chị. Đây dạng móc máy bi xoàn.
ba bộ này của chị là gần một lượng tám á. Chị dở tay lên cao một xíu. Hai kiểu nó mất máy theo hai hướng khác, giống như dòng này đó nó sáng theo hướng này, dòng kia hướng khác, nó chấu, sáng chấu luôn, quá trời đẹp. Thôi chị Xuân đeo ba bộ đẹp quá trời luôn nè, đó. Chị lựa thêm một cái nhẫn quá đeo đi bộ luôn, dạng nhẫn bản mình đeo hợp với xi men luôn, mấy dạng nhẫn bản này mình đeo với xi men này, quá trời đẹp luôn á. Chị giá nguyên bộ nữ trang này của chị là 62.600 ha. Để chị hóa đơn. Chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À. Dạ, chiều hôm nay là có chị Hồng ở bên quận 12 nè. Hôm nay là ghé ủng hộ em hai bộ xi men với lại cái nhẫn kim tiền nha quý khách nha. Em đang đeo xi men cho chị, bản đẹp lắm quý khách ơi. Cái này là bản 3.5 ly nha. Logo LV. Đợt này cái hàng về móc máy sáng cực kỳ. Xuất sắc luôn. Nhìn sáng chiếu luôn á. Đây, khoe quý khách xem nè, tay chị đang đeo hai bộ nha, 14 dòng 3.5 ly, logo LV nha, móc máy mũi xoàn sáng chưa, dễ thương lắm, đeo cái này nó trẻ trung nè quý khách nè. Alo. Người lớn thì đeo mấy cái dòng chữ may mắn như vinh hoa phú quý, phát tài phát lộc, còn trẻ trẻ đeo mấy cái logo này nè, xinh lắm, trẻ trung nữa. Hai bộ xi men này trọng lượng của nó là 1.0806 nha, 38.090.000 hai bộ xi men này. Tay trắng trời ơi á, nhìn thấy mê à. Đó. Còn ủng hộ thêm cho em chiếc nhẫn kim tiền đó nha quý khách nha. Nhẫn kim tiền này là kim tiền cắt máy ha, hai bên viền là làm cái tấm luôn, đều hết cả cái nhẫn luôn nha. Đẹp lắm, đều hết cả cái nhẫn luôn. Một chiếc nhẫn như vậy trọng lượng là cỡ khoảng 6.5 phân nha. 2.5 triệu chiếc nhẫn này. Kim tiền là đeo may mắn, đợt này là về kim tiền đủ mẫu luôn. Quý khách cứ săn hàng đi, đồ đẹp không à. Chiều nay là 6 giờ em like đó. Mấy anh chị coi săn hàng đi, đồ đẹp mà giá rẻ nữa. Công ty nó tài trợ, tiền công rẻ phải chăng. Rồi, ok, đẹp đó chị Hồng. Em cảm ơn chị Hồng rất là nhiều nha. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em. Em gửi hóa đơn. Cảm ơn chị. Chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo à. Chiều hôm nay là em có chị Phương, chị qua ủng hộ Kim Thành Thảo em một cái dòng nha, dòng đá đen đá xanh mẫu Gucci nè, logo Gucci luôn. Đây là dạng dòng bản lưới nha, đây có những tia tấm nha, dạng bản lưới móc máy đều nguyên một cái dòng nè. Trọng lượng cái dòng này của chị là 6.6 triệu. Dạng lưới này mình đeo thanh mảnh mà nhìn xem, đây có hai khóa hai bên luôn. Cái này em để hộp cho chị Phương nha. Chị giá cái dòng này của chị Phương là 23.800. Em cảm ơn nhà Kim Thành Thảo à. Chiều hôm nay là em có chị Huyền, chị qua ủng hộ Kim Thành Thảo em một sợi dây với cái lắc nha. Đây chị lựa một dây dây cánh bướm, dây đút cánh bướm nha. Dây cánh bướm dạng khung cát nè. Thêm một cái mặt là mặt này là mặt sàn nhân tạo nha, viền 2 tầng nè. Đeo cực kỳ sáng luôn, hộp chủ này là sàn nhân tạo nha quý khách. Chị còn lựa thêm một cái lắc đây. Lắc 3 thẻ và sáp. Lắc 3 thẻ và sáp, lắc này trọng lượng của nó là 4 chỉ hơn nha, gần 5 chỉ. Đó, dạng 7 cá nè, dạng 7 cá đúc nha. Cực kỳ sáng luôn. Lắc bên em là khóa hộp nha. Đây, khóa này chắc lắm luôn, một khóa này đã chắc rồi, có thêm một cái khóa dự phòng nữa. Em để vô hộp cho chị nha. Em gửi chị. Tổng trị giá nguyên bộ nữ trang này của chị là 30.300. Em gửi chị. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, chiều hôm nay là có cô Thủy từ Hóc Môn nha quý khách nha. Hôm nay là cô đến ủng hộ cho em một bộ rất là đẹp nha quý khách nha. À đây, hào khoe với quý khách là thực ra là cái nhẫn này là đợt trước cô vừa xuống mua. Cô mua cái nhẫn này rồi. Hôm nay là cô lại ghé em ủng hộ thêm cho em là một cái vòng và một đôi bông ha, cả bộ của nó luôn nha quý khách nha. Đó, ừ, sang lắm mới hết rồi. Sang. Đẹp. Đây, cái vòng nè. Trên mở cho nó kỹ mở. Vòng tay nha quý khách. Cái vòng trọng lượng của nó là 1 cây mốt nha quý khách nha. Vòng là 1 cây mốt, đôi bông là 1 chỉ 1/3.
Đây, còn cái nhẫn là mua trước rồi, cái nhẫn thì trung bình nó cỡ khoảng 3 chỉ mấy, 4 chỉ mấy một chiếc ha. Tại tùy size to nhỏ. Size này là 3 chỉ mấy nè. Đẹp chưa? Bộ hoa hồng lưới 5D nha. Sang cực kỳ. Ôi, xuất sắc. Đó. Tổng cái dòng với lại đôi bông mà hôm nay cô mua là có giá trị là 44 triệu hơn. À, tiếp theo là một cái dây cho cháu nội ha. Cái dây này là vàng nữ trang 980 à. Dây bông lúa nha. Cái dây này là trọng lượng của nó là 1,5 chỉ nha quý khách nha. Cho bé đeo à. Xinh lắm. Cái này là đeo vừa đeo đẹp vừa có thể làm của. Nó đỡ lỗ hơn. Xinh chưa? Sợi dây này giá trị là 7,8 triệu nha quý khách nha. 1,5 chỉ. Sắc dây bông lúa nha. Rồi. Cô Thủy, con bó hộp hết cho cô luôn nha. Đeo, đeo không? Đeo luôn đi. Đeo ha, con đeo đi cho cô. Đi mình lấy tay dài. Dạ. Rồi, đẹp quá. Sắc vàng bán rất là xuất sắc nha. Dạ. Quý khách đến ủng hộ dùm cho cháu. Có ai được xin men không ạ? Có giá là được xin men đúng không? Rồi, cô mua đồ dễ thương lắm, đeo đẹp cực kỳ. Bàn tay quá đẹp luôn. Bà xã nhà La. Cái ghiền lắm. Dạ. Cô còn hốt hai kỳ hụi nữa là xuống nè. Dạ, đây đây quý khách đẹp lắm. Đôi bông đẹp cực kỳ luôn nha. Vừa vặn cái trái tay cô nè đều. Không có to quá nha, rất là vừa vặn luôn. Ủa, đẹp. Mình có trái tay là mình đeo đẹp hả? Dạ đúng rồi. Cô đâu có biết đâu. Dạ, trời trái tay đeo đẹp chứ. Rồi con gửi cô Thủy hóa đơn. Con rất là cảm ơn cô. Con cảm ơn cô hôm nay đã không ngại đường xa đến ủng hộ tiệm con nha. Dạ rồi, để em bỏ cái hộp vô cái dây bỏ vô cái hộp ha. Rồi, em cảm ơn ạ. À.